tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Cát Bụi của tác giả nhà văn Thiết Can. Tác phẩm được phát hành tại Hà Nội năm 1940. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2, tập cuối. Lâm để mặt nàng nằm yên, sống lại với cảnh mộng. Chàng tư tưởng đến sự cứu vớt linh hồn trị lạc ấy ra khỏi vũng bùn nhơ, cho nó bước vào con đường quang đãng, con đường của những kẻ lương thiện vững đi, đầu cất cao, mắt trong thẳng. Muốn làm được việc nhân đạo ấy chỉ cần có một chút lòng tốt và một túi tiền nho nhỏ. Lòng tốt chàng có thừa, song túi tiền ác hại chàng thiếu hẳn. Ốc còn chưa mang nổi mình ốc, nói gì đến chuyện cổng sên. Chàng nghĩ giận mình vô cùng, chợt nhớ đến đoạn thơ của một thi sĩ, chàng thấy nó hợp với cảnh huống và tâm tình mình trong lúc này quá. Anh nghèo không nhà vàng, em hèn ở lầu xanh, hàng lệ tiếng thở dài, duy có thế là tình. Đột nhiên chàng có cảm hứng muốn đọc cho cô gái giang hồ đang nằm bên mình nghe câu thơ hay. Câu thơ tả đúng tâm trạng của cả hai. Tức thì chàng xoay mình lại, đập vào cánh tay nàng gọi khẽ. Này, em. Tiếng gọi đó đã vô tình làm Cúc tỉnh mộng trở lại với đời thực tại. Giật mình, nàng sực nhớ ra mình không phải là cái Cúc, một gái quê, đang sống ở làng. Ô hay, chỗ này là chỗ nào, giường này là giường nào? Sao ta lại nằm đây, bên một người đàn ông lạ? Sự thật độc địa đã nhắc cho nàng biết cái địa vị hiện tại của nàng. Một con đĩ, một con đĩ đang làm nghề mình. Cúc ngoảnh lại. Cái gì anh? Thôi, ta ngủ chứ. Hay là anh muốn thì tùy anh. Cục hứng, Lâm đọc thầm cho một mình nghe câu thơ hay vậy. Anh nghèo không nhà vàng. Ngọn bấc ở cây đèn hết dầu đã cháy ra than. Giữa khoảng tối đen của gian phòng còn lập lòe một chấm đỏ. Chương 3. Lâm không quên được người con gái ấy. Bởi vậy, người ta thấy trong cuốn sổ tay ghi các món tiêu hàng tháng của chàng sau những khoản tiền thợ giặt, tiền cạo đầu, vân vân, một khoản mới nữa cần thiết không kém những khoản trên, chàng đề là tiêu khiển mỗi tuần. Sau cái đêm thứ bảy mua vui với Cúc, chàng mới nhận thấy từ trước đến giờ mình đã quá khe khắt đối với xác thịt. Xác thịt có tội tình gì mà bắt nó nhịn hàng tháng như vậy? Bây giờ đã đến lúc chàng nghĩ không nên xử bất công với nó. Chàng cần phải ban cho nó cái thú tiêu khiển mà bấy lâu nó chịu nhịn. Chàng rất lấy làm lạ về sự hàng bao nhiêu tháng mình không gần người đàn bà mà chịu được. Song thật ra, sở dĩ Lâm đã rộng lượng với xác thịt mình mà quyết định mỗi tuần một lần phải cho nó được tiêu khiển là vì chàng đã bắt quen. Phải, bắt quen người đàn bà kia, cũng như chàng đã bắt quen những món ăn thích hợp vị giá chàng. Chàng biết vậy nhưng không dám tự thú. Cúc đi đã để lại cho chàng một kỷ niệm kỳ thú. Quên làm sao được cái thân hình chắc nịch với những cái ôm riết của cánh tay, những cái vuốt ve, những cái cử động, những sự rên rỉ, những sự chiều chuộng khéo léo của một gái lành nghề biết làm vui lòng khách. Quên làm sao được, và quên làm sao được. Cặp ngực đầy đặn mà chàng mân mê không biết chán tay. Tất cả những cái ấy, cứ nghĩ đến là chàng lại thấy nước bọt đưa lên miệng. Chàng lại muốn hưởng lại một lần nữa những thú khoái mới chỉ khiêu gợi chứ chưa làm thỏa thuê lòng dục của chàng. Một lần nữa, chàng lại muốn mắt được nhìn, tay được sờ thân hình ấy. Chỉ phải bỏ ra 5 hào bạc, cái thân hình ấy sẽ là kỷ vật của chàng trong suốt một đêm. 5 hào có nhiều gì, song chàng nghèo. Bỏ ra 5 hào để mua cái thân hình ấy trong một đêm, đối với túi tiền của chàng là một sự xa xỉ. Xa xỉ thật, chỉ một cái nhích đùi của người đàn bà là món tiền chàng kiếm trong cả một ngày mới được đã bay đi mất. Đàn bà may mà được trời ban cho chút vốn riêng để kiếm ăn những khi cùng. Nếu không lúc đói đến nhăn răng ra mà chờ chết còn gì. Lâm cũng vẫn biết
vứt ra 5 hào để trả món tiêu xa xỉ ấy là một việc không nên. Nhưng nghĩ đến những thú khoái mà thân thể Cúc hứa hẹn với chàng thì Lâm không thể nào cưỡng được nữa. Ở cái đời mà mỗi một thú vui đều phải trả bằng tiền mặt, hoặc trả đắt hoặc trả rẻ, thì cũng đành là phải gạt nước mắt tuân theo luật lệ ấy cho rồi. Bởi vậy sau khi tính toán kỹ, bớt đi những khoản tiêu khác, Lâm đã nhất định mỗi tuần bỏ ra 5 hào để lại được dịp gặp người bạn một đêm, người đã đem đến cho chàng những kỷ niệm khó quên. Mỗi thứ bảy từ 10 giờ trở đi là nàng thuộc về chàng. Hai người đã giao ước với nhau như vậy. Tối nay lần thứ hai, Lâm vào tận nhà con mụ chứa gọi nàng đi. Trời sáng trăng đẹp quá, về đi ngủ giờ này thì thật là uổng. Lâm rủ Cúc đi dạo vài vòng hãy về. Nàng cũng ừ. Hai người bỏ con đường Ngọc Hà đi vào vườn Bách Thảo. Trước họ nắm tay nhau đi, sau họ khoác hẳn cánh. Họ có vẻ như một cặp tình nhân, mà không phải là không xứng đôi. Chàng cao hơn nàng một cái đầu, nàng người thon thon nhỏ nhắn. Nếu có bộ cánh sang khoác vào mình thì không ai dám ngờ nàng không phải là một thiếu nữ nhà trưởng giả. Và cặp ấy hẳn sẽ là một cặp uyên ương khiến kẻ khác phải thèm muốn. Đi bên cạnh Cúc, Lâm có cảm tưởng như đi bên một người tình nhân, con nhà tử tế. Chàng quên hẳn cái danh hiệu của nàng cùng cái nghề khốn nạn hiện nàng đang làm. Tối hôm ấy không hiểu vì đâu, Lâm vui và chàng nhìn đời dưới những góc cạnh đẹp đẽ của nó. Trời cũng đẹp, người tình nhân đi bên cạnh chàng càng đẹp lắm nữa. Ánh trăng soi mặt nàng trắng trong, bộ mặt kháu khỉnh của một người con gái thùy mị, một người vợ hiền hậu, của một người tình dễ dàng đáng yêu. Thượng đế hỡi, xin cảm ơn ngài đã rủ lòng thương đến bọn đàn ông chúng tôi, đem cho chúng tôi những nàng tiên như Cúc đây, để nàng đem cái hơi thở trẻ trung của tuổi ngoài 20 thổi vào đời chúng tôi cho đỡ buồn tẻ, đỡ vô vị. Lâm thầm cảm ơn trời như vậy, không nghĩ đến chỗ mình đã phải trả 5 hào mới được khoác cánh nàng tiên do trời đem lại ấy. Chàng dìu nàng đi vào một con đường nhỏ, vắng và tối, vì có bóng cây che. Chàng bỏ tay ra không khoác cánh nữa, để mà quàng lấy lưng. Với cánh tay quàng qua lưng Cúc, chàng kéo người nàng cho dính sát hẳn vào người chàng. Với một tay kia, chàng sờ tất cả những chỗ nào chàng có thể sờ được, tất cả những chỗ nào trong người Cúc mà chàng có thể đặt bàn tay lên thì chàng đã làm rồi. Vậy mà chàng còn chưa thỏa. Chàng còn muốn lột trần nàng ra, không cho một mảnh vải nào che đậy một chỗ nào, để chàng ngắm, chàng sờ cho thỏa thích. Quả tim chàng đập mạnh, máu trong người sôi lên, chàng tưởng chừng như thế. Không nén được dục tình, chàng ôm riết lấy Cúc, hôn lấy hôn để vào miệng, vào má, vào mắt, vào trán, vào cấy, hôn khắp cả. Và chàng cắn nằm một miếng ở vai, khiến nàng phải kêu lên vì đau quá. Chàng vui, vui đến tận tâm hồn. Sau phút điên cuồng, chàng lại bình tĩnh như thường. Chàng bắt đầu gợi chuyện. Sáng trăng đẹp quá, em nhỉ? Nàng đáp, vâng. Nhưng nàng không buồn ngẩng lên nhìn vầng trăng đẹp. Nàng cúi đầu nhìn xuống đất, để mặc cho Lâm dẫn đi đâu thì đi. Chàng nhìn nàng, đọc thấy một nét buồn trên mặt. Chàng hỏi, sao em không nói chuyện gì cho vui? Em chẳng có chuyện gì nói cả. Chàng lại hỏi, hình như em buồn. Những hôm sáng trăng thế này em thường không vui. Tại sao vậy? Em nhớ lại cảnh sáng trăng ở nhà quê. Ồ, sáng trăng ở nhà quê hẳn là đẹp lắm nhỉ? Thế nào, em kể cho anh nghe. Có gì mà kể. Em chỉ biết những đêm sáng trăng như đêm nay, em hay ra đỡ chị Đĩ Sang tát nước. Những buổi tát nước đêm thường vui lắm. Chúng em vừa tát vừa hát ví với nhau. Em cũng biết hát ví à? Em ví vài câu cho anh nghe nào. Bây giờ thì em quên ráo rồi. Cúc nói dối, nàng chưa quên những câu ví von. Câu thì lẳng lơ, câu thì chín chắn. Nàng thường hát đối đáp với các cậu trai tơ ở làng. Cũng như nàng chưa quên cội rễ và dĩ vãng của nàng. Dễ gì quên cái dĩ vãng nặng những kỷ niệm. Dĩ vãng mà chỉ một cảnh sáng trăng cũng đủ nhắc nàng nhớ lại. Nàng phải nói dối là quên, để cho Lâm đừng hỏi lan man đến đời trước của nàng nữa. Nàng không muốn nói đến nó, để cho nàng khỏi nghĩ đến nó thêm buồn. Hai người đi đã nhiều vòng, trở lại rẫy ghế dài. Lâm định kéo Cúc ngồi xuống thì nàng nói, về đi. Hãy ngồi nghỉ đây một lát đã, về gì vội,
Rồi chàng kéo tay nàng, bắt nàng ngồi xuống ghế. Nàng lại nói: hôm nay em không ở được hết đêm đâu. Lâm lấy làm lạ: sao vậy? Mấy lần trước em ở cả đêm, sáng mới về. Mụ chủ nó y eo khó chịu quá, nó nói những là rẻ với đắt. Lần này nó dặn em xin anh cho về sớm một chút, nghĩa là độ 12 hay 1 giờ. Sao lúc nãy có mặt anh nó không nói? Nó không dám nói, nó đùng cho em nói. Anh không biết, nhưng lần trước em về nó nói những lời khó chịu quá, em không dám kể lại cho anh nghe. Thì ai bắt nó bằng lòng? Quân khốn nạn, để lần sau anh đến mắng cho nó một trận. Thôi, anh nói với nó làm quái gì, ra điều nó thấy anh thích em thì nó bắt bí đấy mà. Phần em càng ở lâu với họ, em càng thấy khổ. Bây giờ nó đối với em không nể như hồi đầu nữa rồi. Nó mới tuyển được một cô khác, kiếm được cho nó bẩm hơn, nên nó coi em như mẹ. Trước em không phải thổi cơm rửa bát, bây giờ thì phải làm tất cả. Em cũng chẳng nề hà gì, nhưng thấy những câu chửi chó mắng mèo em chịu không nổi. Em đã chán ngán đời làm đĩ lắm rồi, mà không biết làm sao thoát cho ra được. Hồi nãy Lâm vui bao nhiêu, bây giờ nghe câu chuyện của Cúc chàng buồn bấy nhiêu, và ái ngại cho nàng quá thể. Lâm nhìn Cúc thương hại, chàng nói: trên đời này nhiều nỗi khổ quá, ai cũng khổ cả, nhưng chẳng ai khổ ngập mặt ngập mũi như hai chúng mình. Em đừng tưởng là chỉ có mình em khổ, anh cũng khổ lắm. Những kẻ nghèo đều khổ cả. Anh không giàu và cũng không đẹp, anh không thể chọn người vợ như ý anh muốn. Em cũng biết, không con gái nào lại thiết lấy một thằng đã xấu lại nghèo làm chồng. Anh không có vợ mà lại đang độ thanh xuân. Tuổi trẻ có những lúc máu trong người sôi lên, bắt buộc anh phải gần người đàn bà. Anh đã đi kiếm em, tình cờ hai chúng ta biết nhau rồi quen nhau. Chẳng đợi em phải kể anh nghe cũng biết là em khổ lắm. Một người con gái mới hơ hớ 18 cái xuân mà bà ai cũng phải giang tay ra ôm lấy, nhận làm chồng một đêm, còn sung sướng nổi gì. Em cho anh sự thỏa mãn về tình dục, anh giúp em ít tiền, chẳng là mấy, nhưng có lẽ cũng tạm khiến em đỡ đói. Không phải anh dám kể công, thật ra anh đã có ý tưởng kiêu hãnh là đã giúp đỡ một người khỏi đói. Em tha lỗi cho anh về cái ý tưởng ngông cuồng ấy. Bây giờ anh thấy em vẫn đói, vẫn khổ như thường, anh ân hận quá. Em bị người ta hành hạ mà anh không làm gì giúp dập em được đôi phần, anh lại càng buồn lắm nữa. Đừng nghĩ rằng chỉ có em mới là người đáng thương, anh đây cũng là một kẻ đáng thương. Hai chúng ta tóm lại đều là kẻ đáng thương cả. Cúc cảm động lắm, nàng để yên Lâm nói. Nàng chỉ nghe, không nói gì, nhưng trong bụng nàng nghĩ: chàng thanh niên này là một người tử tế, có lòng tốt, nhưng chỉ là người có lòng tốt suông thôi. Chàng thương ta lắm đây. Thương ta đã là đáng quý, nhưng nếu có thể giúp ta được mới là đáng quý hơn. Tiếc thay chàng nghèo. Nàng nhớ lại cái phòng ẩm thấp thuê 8 hào một tháng, với tấm giường tre, chiếc bàn tạp, chiếc ghế thọt một chân. Nhớ lại mà ngao ngán. Những người giàu lòng tốt bao giờ cũng là những người nghèo đồng tiền. Buồn thế đấy. Lâm vẫn nói: những lời chàng nói hay quá và buồn quá, nghe mà động lòng. Ôi nếu có thể khóc được, nếu có thể gục đầu vào vai chàng mà khóc được thì thật là dễ chịu. Không muốn cho phút thảm sầu này kéo dài ra mãi, nàng lên tiếng dục Lâm về. Ta về đi thôi, khuya rồi. Hai người lặng lặng đứng lên và lặng lặng bước theo con đường trở về nhà Lâm. Trong họ có cái vẻ một cặp tình nhân thất vọng. Đi bên cạnh Cúc lúc này, Lâm không còn thấy những hứng thú vật chất như lúc nãy. Cái thân hình thon thon chắc nịch, với những đường cong, với những nét phòng gợi dục mà nửa giờ trước chàng những lâm le vồ lấy để được cắn, được cấu kỳ cho đến thỏa thích, bây giờ nó không làm cho chàng thèm muốn nữa. Song trước sau nó vẫn chỉ là một. Đi cạnh Cúc, chàng cảm thấy mình đang đi cạnh một người đàn bà đau khổ, và chàng kính trọng nàng, bởi vì một người đàn bà đau khổ bao giờ cũng đáng kính. Còn Cúc, đi bên cạnh Lâm, nàng chỉ có một tư tưởng làm sao thoát ly được đời con đĩ. Tư tưởng ấy theo dõi nàng về đến tận nhà Lâm, và từ đấy không lúc nào nó rời khỏi óc nàng. Chương 4. Lâm đang nằm đọc sách dưới ánh sáng cây đèn dầu đặt ở đầu giường. Bên ngoài cơn gió lồng lộn như con chó dữ, chỉ trực cửa mở là chồm vào, chốc chốc lại rít lên từng hồi vu vu.
nằm trong chiếc chăn bông ủ kín từ chân lên tới cổ. Mà Hà Lâm mỗi khi nghe tiếng gió rít bên ngoài lại thấy lạnh cả mình. Chàng tự cho mình là sung sướng, được nằm trong đống chăn ấm, và thương thay cho những kẻ nào giờ này còn lạc lõng ở ngoài đường. Tư tưởng ấy thoáng qua trong óc, chỉ có một lượt không trở lại. Rồi chàng không nghĩ ngợi gì nữa, chăm chú để mắt vào trang sách. Bỗng cánh cửa gỗ lung lay, chàng ngẩng đầu nhìn ra và lắng tai nghe. Dễ thường tại gió, chàng nghĩ. Nhưng không, cánh cửa lại lung lay một lần nữa. Không phải gió, quả là có một bàn tay người ẩn nó. Tiếp theo một tiếng gọi. Anh Lâm, anh Lâm. Đúng rồi, tuy gió làm lạc tiếng nói ấy, Lâm không nhận rõ là tiếng ai, song tâm linh đã bảo chàng đó là tiếng cúc. Chàng vội vàng tung chăn đứng dậy ra rút then cửa. Cánh cửa vừa hé, phải, chính cúc. Nàng vào, gió cũng theo bén gót nàng vào. Anh đóng cửa lại mau, rét quá. Chàng làm theo lời, xong quay vào đứng trước mặt nàng. Không đợi chàng hỏi, cúc nói ngay. Em đến ngủ nhờ anh một đêm nay được không? Và chẳng để Lâm kịp trả lời, nàng tiếp. Em bỏ nhà con mẹ Tư Kế rồi anh à. Kể từ đêm nay. Sao, em trốn đi à? Vâng, em trốn đi. Trước hết nàng đưa ngón tay chỉ vào chỗ gò má bên phải, gần sát mắt. Chỗ đó tím bầm và sưng lên, làm cho con mắt thụt sâu xuống và nhỏ lại. Và nàng chật áo chìa lưng ra. Trên lưng nổi bật lên những lằn đỏ ngổn ngang quằn quại như một lũ lươn bò. Anh coi, đó là những tang chứng. Những tang chứng rõ rệt, nó đã xui dục nàng bỏ nhà mụ Tư Kế trốn đi. Lâm hiểu ngay. Cúc muốn cho chàng hiểu rõ hơn, nàng kể nguyên do câu chuyện như thế này. Lúc tối, mụ chủ bắt nàng tiếp một anh lính say rượu. Anh lính say rượu ấy lại là một anh Tây Đen. Vốn nàng vẫn sợ những ông lính Tây sai, và nàng lại sợ Tây Đen. Thứ nhất, họ đã thô bỉ mà lại còn làm cho nàng đau đớn về thể xác nhiều. Nàng từ chối, nhất định từ chối, không chịu tiếp. Mụ chủ nổi giận, mụ chửi nàng và đánh nàng. Nàng chịu đòn mặt khóc, rồi thừa cơ mụ chủ đi đâu vắng, nàng cất lẻn ra đi. Nàng đến đây. Kể xong Cúc nói thêm. Anh cũng biết em muốn trốn đã lâu, nhưng em chưa dám. Bây giờ xảy ra chuyện này, em biết thân không thể ở được với mụ nữa. Ở lại chắc có phen đến chết oan về thanh củi tạ mất. Em nghĩ đành liều trốn đi. Lâm đưa vào một lời an ủi. Em trốn đi là phải. Cúc thở dài. Ở cũng chết, đi cũng chết. Hai đằng cùng chết cả. Ở thì chết đòn, mà đi thì chết đói. Anh bảo em biết làm gì ăn bây giờ. Chắc là em không thể đi đánh đĩa được nữa rồi. Cái ấy đã hẳn. Anh thì cũng túng, hẳn là không bao bọc được em. Thế tất em phải chết đói chứ còn gì. Đến đâu hay đó, lo gì. Trước khi lo ngày mai chết đói, hãy lo bây giờ chết rét đã. Mặt phong phanh thế kia mà em không biết rét là. Có cởi áo ra mau, nằm vào chăn kia không? Thấy Lâm nhắc, nàng mới thấy rét. Sự lo xa về ngày mai đã khiến nàng quên hết, quên cả đau, quên cả khổ và rét. Nàng co ro rút vào đống chăn như một con mèo sợ lạnh. Lâm lại hỏi. Quên, em có đói không? Chiều em đã ăn rồi, nhưng bị trận đòn tiêu hết cả. Giá bây giờ có gì ăn cũng hay. Được lắm, em sẽ có cà phê và bánh tây. Ba tê, ăn ngay bây giờ, cứ nằm yên đấy nhé. Thế là trong lúc nàng nằm không cựa quậy, thân được ấp ủ trong đống chăn êm ấm, trong khi bên ngoài gió vẫn đuổi nhau và gầm lên từng hồi giận dữ. Trong khi ấy, Lâm đã mở cửa ra đường để gọi hàng cà phê. 10 phút sau Lâm về, một hàng cà phê theo sau. Bằng một giọng thân mật xưa nay vẫn dùng đối với người bán hàng quen thuộc, chàng dõng dạc chuyện. 2 bánh tây ba tê và 2 cà phê sữa, là mau lên, đói lắm rồi. Rồi chàng nhìn Cúc cười. Nàng không cười, nàng cũng không nói. Xong đôi mắt của nàng nói nhiều. Đôi mắt nàng thẳng thắn nhìn chàng như muốn nói 1000 tiếng, 1000000 tiếng. Cảm ơn, cảm ơn. Lâm và Cúc, mỗi người đã ăn hết 2 chiếc bánh tây và uống hết 2 cốc cà phê sữa. Hôm nọ bao nhiêu rồi? Lâm hỏi người bán hàng. Thưa cậu, 2 hào 1. Hôm nay 3 hào 6 nữa là 5 hào 7 nhé. Vâng. Sau khi người kia gánh đi khỏi, Cúc hỏi Lâm. Anh vẫn ăn hàng chịu à? Chàng tặc lưỡi. Ấy, không có tiền thì ăn chịu, lúc nào có lại trả. Chẳng cứ 1 hàng bánh tây, hàng xôi, hàng bún, hàng bánh đúc, hàng gì anh cũng ăn chịu được cả. Em xem có tài không. Thôi, ăn no rồi, bây giờ ta đi ngơi.
Cúc nhận thấy hôm nay Lâm hay cười và nói những câu pha trò, cố làm cho mình vui. Cúc hiểu cái ý tốt ấy, lại càng cảm ơn chàng lắm. Và đêm này là đêm thứ nhất Lâm nằm bên Cúc, trai tình như nằm bên một bạn trai. Chàng nằm ngủ không yên vì trong óc còn bận phát họa một chương trình tạo lập cuộc đời mới cho Cúc. Nàng sẽ ở lại đây, chia giường nằm với chàng, ăn nhiều chứ ở là mấy. Về vấn đề ăn, chàng sẽ bảo bác Cả Mơ bán cơm hàng ở đầu ngõ ngoài kia thổi cho nàng ăn như bác ấy đã thổi cho chàng vậy. Hãy tạm bợ thế độ dăm ba bữa, một tuần trở lại. Trong khi ấy chàng sẽ xuống phố, đến nhà mấy người quen mở hiệu thợ may, kiếm cho nàng một việc làm. Theo lời nàng, nàng khâu vá giỏi kia mà. Cái gì chứ một chân khâu như vậy làm gì chẳng có. Không cần lương, hãy được cơm nuôi không thôi cũng tốt. Lúc đầu tạm thế vậy, rồi sau sẽ liệu. Miễn là nàng có ăn, khỏi phải làm cái nghề khốn nạn kia nữa. Cứ thế cái mộng cứu vớt một linh hồn trụy lạc ra khỏi vũng bùn và dắt nó vào con đường ngay thẳng mà chàng mơ tưởng từ khi biết Cúc, đã đến ngày thực hành được như ý muốn. Chàng chỉ nhắm được mắt ngủ yên một khi phát họa xong cái chương trình hành động ấy. Chàng ngủ bình tĩnh, yên trí rằng ngày mai thế nào cũng sẽ thực hành được chương trình đó. Ngày mai sau khi điều đình với bác Cả Mơ lấy chỗ cho Cúc ăn ngày hai bữa, và sau khi dặn nàng ở nhà cho ngoan ngoãn, đừng có đi đâu, Lâm xuống phố. Chẳng khó khăn gì, chàng được ngay một hiệu may ở phố nhà thờ nhận lời lấy Cúc vào giúp việc, cơm nuôi và 3 đồng mỗi tháng. Số tiền ấy, người chủ nói, gọi là để cô ấy đi xe chứ không phải là lương. Nếu làm ăn được, 3 tháng sau sẽ định hẳn số lương, ít nhất cũng là 6 đồng. Ông có thể dẫn cô ta đến nhận việc từ ngày mai. Lâm mừng rơn, cơm nuôi và 3 đồng, chàng không ngờ được đến thế, và lại bắt đầu mai đến nhận việc. Tức thì chàng phung phí 6 xu, gọi ngay cái xe để đi về cho chóng. Cúc biết tin còn vui mừng hơn chàng. Thế là trước mặt nàng, tương lai đã mở rộng 2 cánh cửa chờ đón nàng rồi đó. Ngày mai, ngày mai sẽ bắt đầu một cuộc đời lương thiện, cuộc đời tốt đẹp mà nàng tưởng không bao giờ nàng có thể đặt chân vào. Tưởng rằng một khi chân đã dẫm vào đống xa lầy thì cứ tụt dần, cho đến ngập mắt cá, ngập đầu gối, ngập bụng, ngập cổ, rồi ngập đến đầu, rồi chết. Chứ dễ gì nói chuyện rút chân ra. Ấy thế mà nàng sẽ rút được chân ra đấy. Ngày mai, sự lạ lùng. Ngày mai nàng sẽ không còn là con đĩ. Ôi, sung sướng, sung sướng. Mở mắt hay là chim bao đây? Thật chứ anh, ngày mai em sẽ đi làm, anh không nói đùa đấy chứ? Thật đấy, anh không nói đùa đâu. Ai lại đi nói đùa những chuyện ấy. Mai em sẽ đi làm, em sẽ đi khâu cho một hiệu may phố nhà thờ. Anh nói thật mà em vẫn nghi nghi thế nào ấy. Em không dám tin rằng em có thể bỏ được cái nghề cũ một cách dễ dàng đến thế. Bây giờ thì em phải tin vì đó là sự thật. Con mắt nàng long lanh, nàng sắp khóc vì sung sướng. Nàng nắm lấy tay Lâm. Anh Lâm, nhờ có anh, suốt đời em không dám quên ơn. Nghẹn ngào nàng nói chẳng nên lời. Lâm cũng cảm động lắm, song không muốn cho Cúc phí nước mắt. Những phút vui sướng như thế này người ta không có quyền được khóc. Chàng cười một cách tinh quái mà hỏi nàng. Em bảo suốt đời em không quên ơn anh phải không? Cúc gật đầu để khỏi phải trả lời. Thế mà ngay bây giờ anh đã thấy em quên ơn anh đấy. Nàng ngơ ngác không hiểu chàng định nói gì. Lâm tiếp. Nghĩa là em đã quên không cảm ơn anh bằng một cái hôn. Ô, tưởng gì. Nàng vội vã quăng mình vào trong 2 cánh tay Lâm. 2 cánh tay chàng ôm riết lấy mình nàng. 2 cái mặt áp nhau, 4 cái môi dính liền. Lần đầu tiên, đó là một cái hôn mà Lâm không mất tiền mua. Một cái hôn mà Cúc không bán. Chương 5. Sáng, Cúc ra đi từ 6 rưỡi đến 7 giờ tối nàng mới về. Trưa, nàng ở lại trên hiệu vì xa quá không thể về được. Cả ngày hai người xa nhau, tối về lại được gặp mặt nhau là một sự vui vẻ không thể giữ kín được. Nó biểu lộ ra bằng những câu nói, tiếng cười, bằng những cái hôn hít nữa có khi. Cúc kể những công việc ban ngày nàng làm ở hiệu, hay thuật lại những chuyện tai nghe mắt thấy. Bà chủ xem chừng cũng không nghiệt ngã gì cho lắm. Bà ân cần chỉ bảo nàng cách viền một chiếc áo tân thời. Những chị em cùng làm đều tử tế cả. Một bà khách trạc ngoài tứ tuần đến may một chiếc áo kiểu mới, đúng như chiếc áo của cô con gái bà.
16 tuổi, trong lố tỉnh tệ. Chẳng hạn những chuyện như thế. Lần đầu bước chân vào cuộc đời mới, bắt tay vào làm một nghề mới, một nghề lương thiện, nàng thấy cái gì cũng là lạ lùng. Chuyện vạn chán, hai người còn chưa chịu đi ngủ ngay. Cây đèn để ở giữa bàn, mỗi người ngồi một bên, mặt đối mặt. Chàng đọc sách, nàng vá chiếc áo, hay mạng đôi bít tất rách. Bức tranh một cảnh gia đình đầm ấm. Gió rét bên ngoài cứ việc thổi, ở đây người ta không thấy lạnh, lòng người ta cũng không lạnh. Ngừng xem sách, Lâm ngẩng đầu lên. Dưới ánh sáng vàng của cây đèn dầu, trước mắt chàng, hình ảnh người đàn bà hiền hậu, chăm chỉ, hiện sờ sờ ra đấy. Chàng nghĩ thầm, một người vợ con nhà tử tế thì cũng đến thế thôi chứ gì. Chàng tự đặt một câu hỏi, mà tại sao người con gái này không thể là một người vợ tử tế được? Và chàng quả quyết trả lời, ta sẽ nhận nàng là vợ, ta sẽ nhận nàng là vợ. Chàng sẽ có can đảm làm việc đó, lấy đĩ làm vợ, mà không khi nào đỏ mặt. Chàng nghĩ, đời này người ta lấy đĩ làm vợ, thiếu gì? Người ta lại còn để vợ đi làm đĩ nữa, cái đó cũng không phải sự hiếm. Ta nếu cần phải lấy đĩ làm vợ, ta sẽ không quản ngại. Còn để vợ làm đĩ như ông kia, ông nọ, thì không đời nào, không đời nào. Một lúc tư tưởng lấy Cúc làm vợ không rời khỏi óc chàng. Nó vấn vương vương vấn như làn khói quyện của điếu thuốc lá trên môi. Chàng mỉm cười nói thầm, ồ, nếu thế chẳng là đẹp quá. Nhưng rồi chàng xem, rồi Lâm xem việc đó không bao giờ có thể thành tựu được. Bởi vì nó đẹp quá, những mộng đẹp có bao giờ lại hiện thực. Lâm đã tính việc, không nghĩ đến có trời. Hỡi người, ngươi đã quên trời. Còn có trời, còn có một ông trời cay nghiệt như một người dì ghẻ, độc ác như một vị báo chúa. Không khi nào ông để cho ngươi chiếm được hạnh phúc một cách dễ dàng như vậy đâu. Cho nên mới có câu chuyện sau này. Ngày thứ ba kể từ bữa Cúc đến ở nhà Lâm, một đêm cũng như mọi đêm, gió vẫn rít ngoài đường. Nhưng trong gian nhà nhỏ, hai người vẫn không thấy lạnh và thấy bớt đau khổ vì rằng có đôi. Lúc ấy vào khoảng 10 giờ, Cúc và Lâm hai người đã nằm trong chăn, nằm sát nhau như đôi vợ chồng chính thức. Cúc đã ngủ say, Lâm còn thức, đang coi dở tờ báo. Cây đèn khêu nhỏ đặt trên chiếc ghế mây áp vào giường. Một tiếng đập cửa khẽ, tiếp đến một tiếng gọi. Lâm! Ai? Moa! Moa là ai? Mở cửa mau, hỏi mãi. Lâm tưởng là một người bạn nào đến chơi. Chàng dậy, cửa mở. Một người lạ mặt tiến vào, một người lạ mặt nữa tiến vào. Cả hai đều là đàn ông. Người thứ ba nữa tiến vào, người này là đàn bà. Lâm nhận ra mụ Tư Kế. Mụ vào sau cùng. Người đàn ông vào trước tiên quay lại bảo mụ, đóng cửa lại. Và không đôi hồi hất hàm hỏi Lâm, ông biết tôi là ai không? Đó là một anh chàng lực lưỡng, một cái sẹo ở má làm cho mặt hắn ta thêm dữ tợn. Hắn đưa tay lên hất chiếc mũ cách két đội trên đầu, để lộ ra một cái trán ngắn ngủn vừa bằng hai đốt ngón tay. Lâm hiểu, nhưng chàng không đáp. Chàng lắc đầu. Người kia nắm tay thành quả đấm, đấm vào ngực mình mà nói, tôi là Năm Sẹo. Ông đã nghe tiếng Năm Sẹo bao giờ chưa? Đã có lần Lâm nghe thấy người ta nói đến tên ấy. Đó là tên một thằng du côn có tiếng ở vùng này. Chàng đáp, tôi biết ông rồi. Và hỏi, ông muốn gì? Người đàn ông vào sau Năm Sẹo, gầy và xanh, rõ ra một anh nghiện. Lâm đoán là chồng mụ Tư Kế. Cướp lời Năm Sẹo, nói, chúng tôi đến tìm con Cúc. Mụ Tư Kế không bỏ mất thì giờ, đã đi đến bên giường, lật tung đóng chăn. Cúc mở bừng mắt, chưa kịp hiểu đầu đuôi ra sao, đã bị ngay mụ nắm tóc lôi dậy. Mụ vả vào mặt nàng hai cái liền, và mắng như té như tát. À, con đĩ này, mày giỏi, mày làm bà đi tìm hết hơi. Này, trốn này, này, trốn này. Gọi là mày trốn lên trời. Đây, bà cũng co cổ mày xuống. Mày trốn xuống âm phủ, bà cũng kéo cổ mày lên. Liệu trốn có thoát không con? Mụ vừa tính lôi Cúc từ trên giường xuống đất đánh tan xác nó ra cho hả giận, thì Năm Sẹo đã giơ tay ngăn. Không được làm ồn lên ở đây, có gì để về nhà. Và hất hàm bảo Cúc, đứng lên, đi về. Nàng ngồi lì ở trên giường, bàng hoàng, tưởng đâu như mình đang sống trong một giấc mơ dữ dội. Năm Sẹo nhắc lại một lần nữa, đứng lên. Khi người ta là du côn, người ta có quyền bắt kẻ yếu phải vâng lời. Nếu không, đã có nắm tay thay cho lời nói.
Hình như Cúc cũng biết vậy, nên sau tiếng đứng lên thứ hai, nàng không dám cưỡng. Nàng lặng lặng đứng lên, tóc rối tung xõa xuống mặt. Nàng tiến lại gần bàn lấy chiếc lược thưa. Lặng lặng nàng đứng gỡ tóc. Nàng hiểu rồi, hiểu rằng mình chỉ là một vật thuộc quyền sở hữu của người ta. Mình như một con mèo, con mèo trốn đi thì chủ nó bắt về. Về bây giờ ta sẽ lại bị đánh, bị chửi và bị bắt buộc theo đuổi mãi cái nghề khốn nạn. Mà ta không chịu về cũng không xong với chúng. Chúng sẽ giết chết ta ngay tại đây cũng nên. Trời cao đất dày, sao cái thân tôi khổ thế này. Nàng muốn cắn lưỡi hay đập đầu vào vách chết ngay ở đây cho rồi đời, nhưng thiếu can đảm. Nàng tự nhủ, thôi quả kiếp đã vậy thì chịu vậy. Nghĩ thế nàng đành lòng nhẫn nhục, mặc cho người ta muốn làm gì mình thì làm. Con gà trời sinh ra để mà bị vặt lông, con lợn bị cắt tiết, con bò bị đóng ách vào cổ. Còn nàng, người đàn bà, trời sinh ra có phải là để làm cái nghề sống làm vợ khắp người ta hay chăng? Trời muốn vậy hay là người bắt vậy? Nàng trách trời và oán cả người. Năm Sẹo Dục: mau lên trên gian mái. Và thêm: mau lên về để ông đây đi ngủ chứ, làm phiền ông quá. Hắn nhìn vào Lâm mà nói, và dáng chừng để khỏi sốt ruột trong khi chờ, hắn tự tiện rút một điếu thuốc lá trong bao để trên bàn, châm vào đèn hút. Cúc gỡ tóc chậm chậm, cố ý kéo dài thì giờ ra. Nhanh mà làm gì, nàng đã biết trước cái số phận chẳng ra gì đang chờ nàng. Nàng giống như phạm nhân trước giờ lên máy chém, hút điếu thuốc lá cuối cùng, còn muốn cho nó lâu hết. Nhưng rồi đến lúc mái tóc gỡ mãi, chải mãi cũng phải xong. Nó đã kết thành một vòng tròn trên đầu. Mặc áo vào, Năm Sẹo truyền. Nàng mặc áo. Nàng nhìn lại gian phòng một lần cuối cùng với những ý nghĩ mến tiếc. Đây là nơi thiên đường trên nhân thế, là nơi nàng đã yêu, đã hy vọng và đã mơ tưởng đến hạnh phúc. Bây giờ thì hết rồi. Lát nữa bước chân ra khỏi đây là tan hết những mộng đẹp. Nàng liếc nhìn Lâm lần cuối cùng. Chàng vẫn nhìn nàng chầm chập, xét nét từng cử chỉ của nàng. Chàng thẫn thờ như người mất trí, như người thất vọng đến cực điểm. Thì chính chàng là người mất trí, là người thất vọng rồi còn gì. Đến khi thấy Cúc cúi đầu diêu díu theo bọn Năm Sẹo đi ra, chàng mới đứng dậy nhảy bổ ra, nắm lấy cánh tay nàng mà bảo Năm Sẹo: ông không có quyền bắt người con gái này đi. Có phải ông định gây sự với tôi thì bảo. Thấy Lâm không trả lời, hắn hạ giọng tiếp: người nhà tôi trốn đi, tôi bắt về, ông bảo tôi không có quyền à? Ông phải biết rằng tôi đã cố ý tránh, không muốn làm cho to chuyện. Ông coi cách chúng tôi cư xử từ lúc vào đây đến giờ thì đủ biết. Bởi vì tôi thấy ông cũng là một người tử tế, không phải ông có ý quyến rũ con Cúc. Chẳng qua ông có lòng tốt cho nó ở nhờ đây mà thôi, nên tôi mới đối một cách hòa nhã như thế. Chỉ nếu ông là kẻ bướng, là dở lý sự có quyền với không có quyền thì đây, tôi sẵn lòng đối ngay thế khá cho ông xem. Hắn quay ra truyền lệnh cho bọn hắn: đi. Thằng chồng mụ tư kế đi ra trước, rồi lần lượt đến mụ tư kế, đến Cúc, cuối cùng là Năm Sẹo đi đoạn hậu. Lâm trông theo. Cả bọn đi khỏi rồi, họ biến cả vào trong đêm tối, cánh cửa khép lại. Cúc đi rồi, nàng trở lại cái địa ngục, nơi mà nàng thoát ra được 3 ngày, tưởng là đã trốn khỏi, không bao giờ trở lại. Nàng trở lại đấy, cúi đầu lặng lặng trở lại. Bởi vì ở xã hội này, bao giờ nhân đạo cũng bị cường quyền bịt miệng. Bởi vì những kẻ chuyên nghề bóc lột người, đè nén người, và chỉ trông ở nghề ấy mà kiếm sống, đều chết hết lương tâm, không còn biết lòng thương là gì nữa. Bởi vì những con đĩ từ đời nào đến giờ vẫn chỉ là những con vật hiền lành, dễ bảo, chịu để yên cho người ta dắt, như dắt con bò con lợn ra lò mổ. Và cũng bởi vì ở đời này còn có một hạng đàn ông có lòng tốt, khá, song phải cái nghèo quá, nghèo đến hóa ra hèn nhát. Cúc bị bắt đi rồi, cánh cửa phòng đã khép lại. Lúc ấy Lâm mới nhận thấy mình chỉ là một kẻ hèn nhát. Chàng hối hận và giận mình vô cùng. Chàng cụp đầu xuống giường, khóc. Một hương vị của tóc và của da thịt đàn bà còn thoang thoảng trong đống chăn. Một tiếng động cửa khiến Lâm ngẩng đầu lên. Gì nữa đây? Chàng ngạc nhiên thấy Cúc trở lại, mà trở lại có một mình. 4 con mắt lóa vì nước mắt nhìn nhau buồn thảm. Lâm cũng chẳng buồn, thấm cho ráo ngấn nước mắt, giấu cái nhược điểm của mình. Vào lúc khác, phải,
Có lẽ chàng đã chẳng để Cúc biết mình khóc như một người đàn bà. Nhưng lúc này chàng không cần giấu giếm nữa. Lúc này là lúc không cần phải giả dối nữa. Là lúc phanh phôi ruột gan cho nhau xem mà không lấy làm xấu hổ. Nếu có thể ôm nhau mặt khóc, nếu có thể rỉ tai nhau những lời an ủi: anh thương em lắm Cúc ơi. Nếu có thể làm vậy được, Lâm đã chẳng ngần ngại. Nhưng chàng đã không làm vậy. Vì sao thế kia? Cúc cứ đứng sừng sững như trồng cây ở giữa nhà, mặt cúi gầm, nước mắt rõ giọt, và chẳng nói chẳng rằng. Lâm tự hỏi: Cúc trở lại có việc gì? Chàng hỏi to: em còn bỏ quên gì à? Cúc chỉ lắc đầu không trả lời. Lâm càng ngạc nhiên: em không bỏ quên gì, thế trở lại đây làm gì? Cúc khóc nức lên, tiếng khóc làm nghẹn lời, nàng không nói được ngay. Một lúc sau Lâm mới nghe rõ một câu ngập ngừng và ngượng nghịu: người ta bắt em lại đòi tiền anh. Lâm ngạc nhiên và tức giận: tiền gì? 5 hào tiền một tối em đi khách. Lâm thở ra một hơi não nụ: à, loài người tệ đến thế là cùng. Tiền, không lúc nào họ không quên đồng tiền. Lâm ngào ngán mở ví, moi tiền đặt vào lòng bàn tay Cúc. Nàng cử động như người máy, quay ra chậm chạp, ủ rũ như thể một người sắp đi vào cõi chết. Bước đến cửa, nàng thu hết can đảm, nhìn lại một lần cuối cùng gian phòng âm u, nhìn lại một lần cuối cùng Lâm, rồi đưa cánh tay lên ngang mắt như để che cho mắt khỏi trông thấy người và vật thân yêu, rồi nàng ù té chạy. Cánh cửa vì Cúc buông tay ra xoay trên bản lề kêu ken két. Lâm đứng lên ra cài then lại. Lần này cửa đã đóng kín. Lần này Cúc đã đi, đi hẳn, không bao giờ còn trở lại. Vì cát bụi, nàng đã lại trở về cát bụi, mãi mãi. Hà Nội năm 1940. Hết truyện.